Tại sao lần đó hay tới vậy? Sao? Ghen hả? Nhà của tôi muốn cho ai tới là quyền của tôi. Anh chỉ muốn biết thôi. Rõ ràng em nói không muốn ai biết nhà của em mà. Là anh nói với tôi, cậu ta đã từng giúp đỡ anh, kêu tôi chiếu cố cậu ta còn gì. Bây giờ anh sao? Nếu chị đến người làm mướn, tại sao tới tận cửa nhà? Em trở nên dễ dãi từ khi nào vậy? Phải, tôi dễ dãi nên mới bị đàn ông có vợ như anh Vũ đó. Sao anh thiếu tự tin vậy? Đi ghen với một người như cậu ta? Hay là anh coi thường tôi? Chị ơi, em thật sự không muốn chị em mình gặp nhau trong hoàn cảnh này đâu. Nhưng mà em tới bước đường cùng rồi chị. Bước đường cùng? Ý là cô bị cái gì? Em bị cái gì á thì đâu có nói. Còn đằng này, người bị là anh Cường đó chị. Cái gì? Anh Cường bị cái gì? Anh bị ung thư. Anh Cường bị ung thư à? Tôi có nghe lầm không vậy? Chuyện này là chuyện quan trọng sinh mạng của một con người. Mà người đó là chồng em nữa. Làm sao em lấy xạo chị được? Đúng là tiền thơm quá, em thích mùi tiền lắm luôn á. Vậy là cọc này sẽ để trả nợ cho tụi Hiếu Đĩ. Đó. Ủa, nó định hô biến rồi còn trả làm gì nữa? Anh nói gì vậy? Trước khi mình đi á thì nợ của anh phải trả hết người đó chứ. Chú nếu không hả? Nó về nó phá cha em sao? Anh phải nghĩ xa chút xíu chứ. Còn cái này á là để làm vốn cho tụi mình làm ăn nè. Nhưng mà anh cũng có nợ còn phải trả mà. Cái gì? Anh nợ cái gì? Anh nợ ai nữa? Anh xin lỗi em. Thì tại vì anh cũng muốn mình sớm ổn định, có chút vốn liếng. Nên đó là anh đi vay chút đỉnh tiền để mà cá độ đá banh. Ai về thua bể tài le, rồi lãi mẹ để lãi con. Tới bây giờ cũng hơn trăm chai rồi. Ôi. Anh mà không trả đó, em biết rồi đó, tụi giang hồ kéo qua nó xử ra là đẹp luôn đó. Chị hai. Sao vậy? Chị hai. Sao vậy? Chị hai. Ôi trời ơi. Chị hai ơi, chị hai. Trời ơi. Sao vậy? Hả? Trời ơi, Như ơi, Như. Chị hai, Như. Sao không? Mày lấy cho con cái khăn sạch đi, nhanh lên má. Đây nè con, khăn nè, khăn nè, khăn nè.